Tao già, bị điếc à? Cha già này có ăn đòn. Ê, biết luật không? Bố nói cho chúng mày biết nhé, khi tao vào tù, chúng mày chưa ra đời, đừng có luật lá với tao nhé. Bố là bố láo. Một khi đã bước vào phòng này, phải chơi theo luật của bố. Này, này. Mày làm gì đấy? Đánh nhau à? Các bộ ơi, em chào cán bộ. Chú bị tội gì? Đánh nhau. Cháu cũng vậy, tranh nhau chỗ nằm rồi đánh nhau với bọn chúng nên mới bị đưa vào đây. Cả ngày nằm như vậy ê ẩm bức bối khó chịu lắm. Ủa mà chú dính án gì? Ma túy. Chú bị nhiều không? Tao bị oan. Đứa nào vào đây mà chẳng kêu oan hả chú? Cháu cũng kêu oan đây này. Cãi là việc của miệng, kêu được thì cứ kêu. Tao bị oan thật. Tao già đến tuổi này rồi, biết gì ma túy mà dính dáng. Còn mày, mày dính cái gì? Thì cháu cũng buôn mấy bánh. Có bị bắt tận tay không? Không chú. Cũng có thằng thối miệng khai tên cháu ra nên cháu mới cãi, chứ bắt tận tay cháu, cháu cãi có bằng mắt à? Mẹ nó, tao cũng bị như vậy. Vì cái tụi chó chết nó khai bậy, chứ tao dính dáng gì. Có bao nhiêu đứa khai chú? Thì 3-4 đứa gì đó. Vậy hả? Vậy cũng khó rồi. Án trước của con cũng cãi từ đầu đến cuối. Vậy đó mà cũng dính 7 năm. Mình cãi thì cứ cãi, còn bọn chúng buộc thì cứ buộc. Mà lúc trước có thằng người Lào bị giải ra pháp trường á, mới khai ra đường dây, cuối cùng giảm án tử đấy. Có vụ đó thật à? Ừ.